Chào các bạn, như vậy thì chúng ta đã bước sang bài thứ 14 trong chương trình tổng hợp từ vựng của GLPT N1 đã ra trong đề thi chính thức của các năm. Và ngay sau đây thì các bạn hãy học cùng với mình nhé. Từ đầu tiên thì từ này âm Hán của nó sẽ đọc là dụng ngữ, và cách đọc của từ này thì sẽ là yogo. Yogo đây thì nghĩa của nó là thuật ngữ. Từ này thì nó là từ katakana. Katakana thì cái này là requesto. Requesto này nó chính là nghĩa của nó chính là cái yêu cầu đây, chính yêu cầu. Còn từ này thì âm Hán của nó thì sẽ là từ lợi và từ hại. Cách đọc của nó là ligai, và nghĩa của nó là lợi và hại. Từ này thì âm Hán của nó là từ lý và từ lịch. Lý và lịch. Cách đọc của nó là lileki. Nghĩa của nó sẽ là tiểu sử hoặc là lý lịch. Tiểu sử hoặc là lý lịch. Còn từ này thì âm Hán của nó thì đọc nó là từ lệ và từ ngoại. Âm Hán của nó là từ lệ và từ ngoại. Cách đọc của nó là legai. Nghĩa của nó là ngoại lệ. Từ tiếp theo, từ này thì âm Hán của nó là từ huấn và từ luyện. Huấn luyện thì cách đọc của nó là khân lên. Cách đọc của nó là khân lên. Nghĩa của nó là huấn luyện. Huấn luyện giống như nghĩa Hán luôn. Từ này thì âm Hán của nó là âm Hán của nó là từ bản. Từ bản là từ phiên. Từ bản là từ phiên. Ở đây mình quên, mình không ghi vào đây rồi. Từ bản là từ phiên. Thì cách đọc của nó là hôm bang. Nghĩa của nó là chính thức, là thật. Ví dụ như là cái vào cái buổi biểu diễn hôm đó đấy thì chính là cái hôm bang. Buổi tập thử thì là trước đó, còn cái buổi biểu diễn chính thức thì nó là gọi là hôm bang. Còn từ này thì âm Hán của nó, là từ bão và từ hộ đấy. Từ bão và từ hộ, cách đọc của nó là hô vô sư rự. Và nghĩa của nó thì từ này là chính là từ bảo vệ. Cái từ bão đấy này, từ bão này thì nó là trong cái từ là từ hô siêu đấy, hô siêu ha. Mà trong cái video số 13 mình có nói là siêu hô ha thì là cái phe bảo thủ đấy, thì cái từ đấy là mình đọc nhầm. Chính xác cái phe bảo thủ thì nó phải là hô siêu ha trong từ bão này. Rồi từ tiếp theo thì cái từ này đây thì âm Hán của nó là từ tăng. Âm Hán của nó là từ tăng, và cách đọc của nó là nikusimi. Nghĩa của nó tức là lòng căm ghét, mối hận thù đấy, mối thù lòng căm ghét đấy. Từ tiếp theo, từ này là từ thai và từ số đấy. Chữ Hán của nó là thai và số. Cách đọc của nó là đai sự. Này thì nó là nghĩa của nó là số lượng. Ví dụ như là số lượng đếm những cái dụng cụ máy móc, ví dụ như là xe hơi, máy tính chẳng hạn, điện thoại cũng được. Từ này là từ âm Hán của nó là từ thính và từ giác. Cách đọc của nó là chô các cự, và nghĩa của nó là thính giác. Còn từ này thì âm Hán của nó là căn và tính. Cách đọc của nó sẽ là côn dồ. Côn dồ này nghĩa của nó là bản lĩnh. Từ này thì âm Hán của nó là từ thổ và từ thai. Thì cách đọc của nó sẽ là đô đai. Đây cũng nghĩa là nền móng, là cơ sở, nền tảng. Từ tiếp theo này thì nghĩa Hán của nó là từ cách và từ mệnh. Cách đọc của nó là các cử mệ. Còn nghĩa của nó là cách mạng. Từ tiếp theo thì từ này đây âm Hán của nó là từ đương và từ cục. Cách đọc của nó là Tokyoku. Và nghĩa của nó là nhà chức trách sở tại. Từ tiếp theo này thì là Motenasu. Này thì âm Hán của nó ra nếu cha âm ở nếu tra cái về về cái âm Hán thì nó cũng có đấy,
nhưng mà thường là tôi để nguyên cái từ là hiragana này. Cái từ này thì có nghĩa là đối xử và tiếp đãi, đối xử tiếp đãi. Từ tiếp theo này thì âm Hán của nó là từ sung và từ kích, từ sung và từ kích. Cách đọc của nó là shogeki, shogeki, nghĩa của nó là sốc, là sốc, là sự chấn động, sốc và sự chấn động. Từ tiếp theo này thì âm Hán của nó là từ cẩn và từ vụ. Cách đọc của nó là kim mự sự, kim mự sự. Và nó là làm việc, nghĩa của nó là làm việc. Từ tiếp theo này thì âm Hán của nó là từ tổng và từ ngạch, tổng và từ ngạch. Cách đọc của nó là xô gắp cự, xô gắp cự, nghĩa của nó tức là tổng, tổng, ví dụ tổng số tiền đấy, tổng số tiền. Từ này là từ hô siêu đây, à quên, âm Hán của nó là từ bão và từ thủ. Thì cái từ này là từ, cách đọc của nó là hô siêu, hô siêu, trong cái từ hô siêu ha mà trước nãy mình nhắc đến đấy, nó là bảo thủ nhé, bảo thủ. Từ này đây thì là âm Hán của nó là từ động, 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 cách đọc của nó là đô, đô, và nghĩa của nó tức là thân, là mình, thân, là mình. Từ này thì âm Hán của nó là từ bối và từ cảnh, từ bối và từ cảnh, và cách đọc của nó là hay kê, hay kê, và nghĩa của nó là bối cảnh, là phong nền, nghĩa của nó là bối cảnh, là phong nền. Từ này thì âm Hán của nó là từ bạch, từ vũ và từ thỉ, thỉ nhé, từ bạch, từ vũ, từ thỉ, thỉ này, từ thỉ đây, đây từ thỉ. Cái này đây, cách đọc của nó sẽ là sila hanoya, sila, sila hanoya, sila hanoya, nghĩa của nó là được chọn ra, được chọn ra. Sila, sila hanoya, được chọn ra. Còn từ này, từ này đây thì âm Hán của nó là từ bát, và cách đọc của nó là hachi, 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 hachi. Đây nó khác với con ong nhé, không phải con ong đâu. Hachi ở đây ấy, nó là chậu, là bát. Ví dụ như là cái chậu cây cảnh ấy, cái chậu cây cảnh mà ta dùng, người ta trồng, trồng, trồng cây đấy chẳng hạn, thì cái đấy là dùng là hachi, hachi. Từ này thì âm Hán của nó là từ bạt, từ quần, bạt, quần. Cách đọc của nó là bạt dư gân, bạt dư gân, nghĩa của nó là nổi bật, là xuất chúng, nổi bật, xuất chúng. Còn từ này thì âm Hán của nó là từ cảm, thụ và tính, cảm, thụ, tính. Cách đọc của nó là can yuse, can yuse. Can yuse này thì nó là, nghĩa của nó chính là tính nhạy cảm và độ nhạy, tính nhạy cảm, độ nhạy. Từ này thì âm Hán của nó là từ tài, từ chính. Cách đọc của nó là dai se, dai se, và nghĩa của nó là từ tài chính luôn, nó là từ tài chính. Còn từ này, từ này đây thì nó cũng là khá là khó, nhưng mà nó cũng đã từng ra rồi đây. Từ này là từ đào, từ đào và từ khí. Cách đọc của nó là toki, toki, và nghĩa của nó là đồ gốm, đồ sành, đồ sứ, đồ gốm, đồ sành, đồ sứ. Còn từ này thì âm Hán của nó là từ bi và từ thảm, từ bi và từ thảm. Cách đọc của nó là hisan, hisan, nghĩa của nó là bi thảm, là thảm khốc, bi thảm, thảm khốc. Còn từ này là từ âm Hán của nó là từ phân, từ phân, trong từ phân vân ấy, phân. Còn cái này đây nó là âm, cách đọc của nó chính là magilawasi, magilawasi, nghĩa của nó là không rõ ràng, mơ hồ, dễ nhầm, mơ hồ, dễ nhầm. Từ này rất là hay ra luôn ấy, ra, ra nhiều lần rồi. Còn cái từ này đây thì âm Hán của nó là từ khúc, từ quãng, từ khúc và từ quãng. Cái này cách đọc của nó là habahiloi, habahiloi, habahiloi thì nghĩa của nó là rộng, nhiều, rộng, nhiều. Còn từ này đây thì khá là thường gặp rồi. Từ này là từ kết và từ cấu. Cách đọc của nó là kiệt cộ, kiệt cộ, nghĩa của nó là khá, là tương đối. Còn từ từ này đây
Cái này đây thì hôm vừa rồi thì vừa mới nghe một nhân viên ở trong công ty nói xong. Cái này đây thì âm Hán của nó là từ chạm, từ chạm, từ tân, chạm tân. Cách đọc của nó là gian sinh, cách đọc của nó là gian sinh. Cái này có nghĩa là mới mẻ, mới lạ, mới mẻ, mới lạ. Từ này thì từ này là cách đọc của nó, từ này âm Hán của nó là từ tùng và từ thuận, từ tùng và từ thuận. Cách đọc của nó là yu yum, yu yum, yu yum. Nghĩa của nó tức là vâng lời dễ bảo, nghĩa của nó là vâng lời dễ bảo. Còn từ này đây thì âm Hán của nó là từ nhu và từ nhuyễn, từ nhu và từ nhuyễn. Cách đọc của nó là yunan, yunan là từ yunan se đấy, hay dùng, rất là hay dùng luôn. Cách đọc ở nghĩa của nó tức là dẻo dai, mềm mại, dẻo dai, mềm mại. Còn từ này đây thì âm Hán của nó là từ vô, từ vô, từ thần, từ kinh. Thì vô thần kinh đây thì có nghĩa là cách đọc của nó là mừ sinh kê, cách đọc của nó là mừ sinh kê. Nghĩa của từ này tức là vô ý tứ, vô ý tứ. Từ này thì âm Hán của nó là từ tố, từ tố và từ phát, từ tố và từ phát. Cách đọc của nó là sô bốc cự, sô bốc cự. Nghĩa của nó là mộc mạc và chất phát, mộc mạc chất phát, đơn giản, mộc mạc chất phát. Còn từ này đây thì từ này thì âm Hán của nó là từ tương và từ ứng, từ tương và từ ứng. Cách đọc của nó là phusawasi, phusawasi. Từ này thì nó là thích hợp, phù hợp. Từ này nghĩa của nó là thích hợp, phù hợp. Từ này thì âm Hán của nó là phê phán tính, phê phán và tính. Cách đọc của nó là hihan teki, hihan teki. Nghĩa của nó là mang cái tính phê bình, cái tính phê phán. Tức là khi nói một cái câu chuyện, là khi ví dụ trong một cuộc họp đi, thì có những người nêu lên những cái ý kiến, còn những cái người khác thì phản bác cái ý kiến đó, phản bác cái ý kiến đó. Thế nhưng cái ý kiến phản bác đó nó không mang cái tính chất xây dựng, mà mang tính chất là phê bình, phê phán. Chúng ta sử dụng trong cái trường hợp đấy. Còn từ này đây thì âm Hán của nó là từ bất và từ hạnh. Thì cách đọc của nó là phư cô, cách đọc của nó là phư cô. Nghĩa của nó là bất hạnh, nghĩa của nó là bất hạnh. Từ tiếp theo đây thì từ này là âm Hán của nó từ bất và từ chấn, từ bất và từ chấn. Từ chấn nó trong từ chấn hưng, chấn hưng. Từ sinh cô là chấn hưng. Còn từ này đây nó là phư sinh, cách đọc của nó là phư sinh. Phư sinh này ấy tức là trì trệ, không phát triển, không phát triển, không hưng thịnh, trì trệ, không phát triển, không hưng thịnh. Từ này từ xê tạ, từ này âm Hán của nó là từ chính là từ thể, chính là thể. Cách đọc của nó là xê tạ, chô tai, cách đọc của nó là chô tai. Cách đọc của nó là chô tai, mình rất hay nhầm từ này, cách đọc của nó là chô tai với xê tai, chô tai, xê tai. Nghĩa của nó tức là chân tướng, chân tướng, chân tướng của sự thực đấy, chân tướng của sự thực, chân tướng. Chô tai, từ này các bạn hãy nhớ nhé, chô tai chứ không phải là xê tai, chô tai. Từ này thì âm Hán của nó là từ khoái và từ thích, từ khoái và từ thích. Và cách đọc của nó là kai te ki, kai te ki. Nghĩa của nó tức là thoải mái, dễ chịu, thoải mái, dễ chịu. Từ tiếp theo là từ âm Hán của nó là từ sát và từ thực. Cách đọc của nó là các cư dít dự, các cư dít dự. Từ này rất là hay gặp luôn. Các cư dít dự này thì nó chính là cái từ chắc chắn, rõ rệt, rõ rệt, chắc chắn, rõ rệt. Từ tiếp theo đây thì là cái từ, từ cảm, cảm, từ tướng, từ cảm, từ tưởng, cảm tưởng. Thì cái từ này cách đọc của nó là can sô, can sô, can sô. Và nghĩa của nó là cảm nghĩ, cảm tưởng, cảm nghĩ, cảm tưởng. Từ tiếp theo đây thì là từ thiết và từ thực, thiết thực. Cách đọc của nó là setsujitsu, setsujitsu. Setsujitsu này thì nghĩa của nó là khẩn cấp, là nghiêm trọng, khẩn cấp, là nghiêm trọng. Còn từ này thì âm Hán của nó là từ thực, từ thực,
và từ từ này không phải từ tế đâu, mình cái này mình bị viết nhầm đấy. Âm Hán có từ từ thực và từ thái, từ thái ấy. Trong trong có từ trạng thái ấy, thực và từ thái. Từ này thì cách đọc của nó là dịch tai, nghĩa của nó tức là tình hình thực tế, Các bạn là nhớ nhé, cái từ này không phải là cái từ tế nhé, mà từ này nó là từ thái nhé, thái, âm Hán của nó là từ thái. Thế mình viết luôn lên đây đi. Mình viết luôn. Từ này từ thái. Từ thái. Nào. Tiếp theo. Như vậy là chúng ta đã kết thúc được bài thứ 14. Kết thúc bài thứ 14 trong nội dung tổng hợp những từ vựng GPT N1 đã ra trong đề thi trực tiếp học năm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và học cùng với mình. Còn bạn nào nếu mà hãy ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh và tham gia học cùng với mình mỗi ngày nhé. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong bài 15, bài tiếp theo.